Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Xả hàng Honda City bản cũ, Honda City 2020 với động cơ turbo đang dục dịch về Việt Nam. Thế hệ mới của Honda City như một bản thu nhỏ của Honda Accord, vừa gia tăng về kích thước lại có thêm động cơ mới. Theo thông tin từ phía đại lý, Honda City thế hệ mới theo dự kiến sẽ xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm nay. Mẫu cũ đang được bán nốt những lô lắp ráp cuối cùng. Mặc dù vậy, tình hình dịch bệnh khó lường có thể ảnh hưởng tới lịch ra mắt của mẫu xe này và bản thân Honda Việt Nam cũng chưa lên tiếng để xác nhận về lịch trình trên. Hiện vẫn chưa rõ Honda City 2020 sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước hay là chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc. Trước đó, thông tin từ Asian NCAP đánh giá mẫu City mới cho thấy phiên bản lắp ráp tại Thái Lan chỉ bán tại thị trường đó. Bởi vậy, có khả năng mẫu sedan này được lắp ráp tại Việt Nam. Trong khu vực Đông Nam Á, một thị trường nữa cũng đón nhận Honda City 2020 trong năm nay là Malaysia. Vừa cách đây một ngày, Honda Malaysia tiếp tục nhá hàng hình ảnh úp mở City mới, hứa hẹn thời điểm ra mắt sẽ không còn xa. Honda City 2020 thế hệ mới được coi là tiểu Accord bởi có một vài điểm thiết kế tương đồng, xe dài hơn 113mm, rộng hơn tới 53mm nhưng trục cơ sở thì lại ngắn hơn 11mm. Cụm đèn hậu đổi sang loại full LED có thiết kế trông thanh mảnh hơn, đèn chiếu sáng vẫn sử dụng công nghệ LED như trước đây. Phần nội thất của xe cũng có những thay đổi rõ rệt. Vô lăng 3 chấu có thiết kế gần giống loại trên Accord, màn hình giải trí lớn hơn, cửa gió điều hòa cũng được làm lại. Honda đã bỏ nút bấm cảm ứng trên City mà thay bằng nút cứng và núm xoay. Điểm đáng chú ý trên Honda City mới là động cơ hoàn toàn mới, máy tăng áp dung tích 1 lít thay thế cho loại hút khí tự nhiên 1,5 lít trước đây, cho công suất 120 mã lực và mô men xoắn 173 Nm kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Một tính năng an toàn mới được trông chờ trên Honda City 2020 là chức năng Lane Watch, camera hỗ trợ trên gương phụ này. Hiện nay đã có trên Accord và có cả trên CR-V bản vừa mới ra mắt. Trong khi mẫu xe mới được chờ đón tại Việt Nam, Honda City hiện nay đang tiếp tục giảm giá tại các đại lý cho phiên bản cũ. Mỗi nơi có một chính sách bán hàng khác nhau. Tham khảo tại một số đại lý ở Hà Nội, City với hai bản G và L đang được giảm 20 triệu đồng tiền mặt, đi kèm bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện. Tuy nhiên, có đại lý chỉ giảm có 5 triệu đồng tiền mặt và tặng quà đi kèm. Bởi là một mẫu xe lắp ráp trong nước nên mẫu xe này vẫn được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 30 triệu đồng. Trong tháng 6 vừa qua, Honda City bất ngờ bứt tốc về doanh số, vươn lên vị trí bán chạy số 1 trong phân khúc với 2.183 xe được bán ra thị trường. Toyota Vios bị đẩy xuống thứ hai với chỉ 1.821 xe. Cuộc đua doanh số giữa Honda City và Toyota Vios sẽ ngày càng gay cấn khi thế hệ mới của Honda City sắp về nước, trong khi Vios cũng đã có mẫu xe mới ở thị trường quốc tế. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ hạnh phúc và thành công.